Hoàng gia Malaysia đã chỉ định ông Anwar Ibrahim làm tân thủ tướng nước này, đồng thời đề nghị người dân tôn trọng những quyết định của quốc vương liên quan đến việc thành lập chính phủ mới. Tân thủ tướng đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc vương Malaysia vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương, tức 4 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu 112 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội để có thể đứng ra thành lập chính phủ. Liên minh của ông Anwar đã giành được nhiều ghế nhất với 82 ghế. Liên minh hy vọng của ông sau đó đã tiến hành đàm phán với Liên minh Mặt trận Quốc gia nhưng không đạt kết quả. Liên minh châu Âu vừa thông qua kế hoạch trợ cấp sản xuất chip trị giá 45 tỷ euro nhằm giúp khối này tiến gần hơn đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Mỹ và châu Á. Gói trợ cấp mới của Ủy ban châu Âu sẽ dành cho các loại chip mang lại sự đổi mới về sức mạnh điện toán, hiệu quả năng lượng, lợi ích môi trường và trí tuệ nhân tạo. Khoản trợ cấp được kỳ vọng sẽ giúp EU đạt được 20% thị phần sản xuất chip toàn cầu vào năm 2030. Tuy nhiên, một số nước thành viên cho rằng kế hoạch đang thiên vị những quốc gia đã có cơ sở sản xuất chip và dự định thu hút các nhà sản xuất chip. Thị phần sản xuất chip của EU hiện ở mức 8%, giảm mạnh từ mức 24% vào năm 2000. Cảnh sát Anh vừa triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo qua điện thoại với hàng trăm nghìn nạn nhân. Cuộc điều tra toàn cầu kéo dài 18 tháng đối với trang web ispoop.cc và hơn 100 người đã bị bắt giữ. Tội phạm dùng trang web này để chiếm giữ bất hợp pháp tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân. Trong 8 tháng đầu năm nay, kẻ gian đã thực hiện hơn 10 triệu cuộc gọi lừa đảo trên toàn thế giới. 40% các cuộc gọi tại Mỹ và hơn 30% cuộc gọi tại Anh nhắm vào khoảng 200.000 người. Ước tính số tiền lừa đảo tại Anh đã lên tới 48 triệu bảng, tương đương 58 triệu đô la. Những kẻ đứng sau trang web ispoop.cc có thể đã bỏ túi khoảng 3,2 triệu bảng Anh. Hiện mới chỉ xác định được 5.000 nạn nhân ở Anh và còn số điện thoại của khoảng 70.000 người có thể là nạn nhân hiện vẫn chưa liên lạc được. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là một trong những thảm họa gây mất mát lớn về người và tài sản, đồng thời để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của mọi quốc gia. Đáng tiếc, đây lại là một đại dịch dai dẳng từ lâu và không có dấu hiệu suy giảm. Tại Ấn Độ, có tới 15.500 người tử vong trong các vụ va chạm đường bộ vào năm 2021. Tính trung bình, có 426 người tử vong mỗi ngày, những con số dẫn đầu thế giới. Trên phạm vi toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 1,3 triệu người tử vong, tức là cứ 25 giây lại có một sinh mạng bị cướp đi vì tai nạn giao thông. Từ 20 triệu đến 50 triệu người bị thương nặng vì tai nạn giao thông đường bộ. 93% số ca tử vong xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù các nước này chỉ chiếm khoảng 60% phương tiện giao thông trên toàn cầu. Ngoài ra, tai nạn giao thông đường bộ cũng khiến các quốc gia thiệt hại từ 3 đến 5% GDP. Các vụ tử vong do tai nạn giao thông có liên quan chặt chẽ tới cơ sở hạ tầng yếu kém, quá trình đô thị hóa không theo kế hoạch, hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội lỏng lẻo, hiểu biết về an toàn đường bộ còn hạn chế, những con đường không an toàn là một trở ngại chính cho sự phát triển. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ tăng 1% tốc độ trung bình sẽ làm tăng 4% nguy cơ va chạm chết người và 3% nguy cơ va chạm nghiêm trọng. 73% tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông là các nam thanh niên dưới 25 tuổi, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ tử vong ở nữ. Nguyên nhân chủ yếu là phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng chất kích thích. Cần lồng ghép an toàn giao thông vào các chính sách phát triển quốc gia và tăng cường tài chính cho hạ tầng giao thông, thực hiện giao thông sạch hơn và quy hoạch đô thị xanh hơn. Năm nay, Liên Hợp Quốc đã chọn chủ đề công lý cho Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 11. Theo Liên Hợp Quốc, một trong những cách tốt nhất để tưởng nhớ tới các nạn nhân là cố gắng để các con đường trên khắp thế giới trở nên an toàn hơn, để mỗi hành trình của bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, đều là những hành trình bình an, bởi an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Điều này cũng giúp thực hiện mục tiêu toàn cầu là giảm 50% số ca tử vong và thương tật do tai nạn giao thông vào năm 2030. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác.
Budweiser, nhà tài trợ World Cup từ năm 1986, đang tìm cách đòi lại 47 triệu đô la, tương đương hơn 60% tiền tài trợ cho Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA vì không được bán bia tại World Cup năm nay. Qatar, nước chủ nhà World Cup đã đảo ngược quyết định cho phép mua bia tại World Cup vào phút chót khi thông báo rằng Budweiser sẽ không được bán các sản phẩm có cồn tại 8 sân vận động. Khán giả chỉ có một lựa chọn duy nhất là bia không cồn Bud Zero. Quy định này được cho là đã cản trở các kế hoạch tiếp thị của công ty, làm giảm đáng kể sự hiện diện của hãng. Trước mắt, Budweiser đã tìm ra một giải pháp rất sáng tạo để giảm lượng bia tồn đọng, đó là chuyển những thùng bia chưa bán đến quốc gia giành chiến thắng trong giải đấu. Cảnh sát Đức cho biết một kho tiền vàng cổ trị giá lên đến hàng triệu euro đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng ở bang Bavaria. Kho tiền vàng cổ này gồm 483 đồng tiền có niên đại khoảng 100 năm trước công nguyên. Chúng có giá trị lịch sử to lớn và mang ý nghĩa đại diện cho nền văn hóa lâu đời của khu vực. Hiện lực lượng cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra để tìm cách thu hồi lại số tiền vàng bị đánh cắp. Một nghệ sĩ người Ai Cập đã dành hàng giờ mỗi ngày để biến rác thải như giấy vụn, nhựa thành tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và bán chúng trên các nền tảng trực tuyến. Nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế đồ họa Emad Hamdi Saban, 41 tuổi, tạo ra một loại bột nhão từ giấy, bìa cứng và bọt biển còn sót lại, từ đó sử dụng để tạo ra các tác phẩm như đồ trang trí hay mô hình nhà cửa. Mục đích của anh Saban là truyền cảm hứng cho những người khác bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thêm thu nhập cho gia đình bằng cách bán trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật. Saban cho biết anh vui mừng vì đã truyền cảm hứng cho cô con gái nhỏ của mình, tạo đam mê nghệ thuật cho cô bé và cùng nhau tạo ra các tác phẩm có ích. Hòa cùng không khí rộn ràng khắp nơi chào đón Giáng sinh, thủ đô Berlin của Đức đã tiến hành nghi thức thắp sáng một trong những con đường được mệnh danh là đắt giá nhất thế giới, Kupferstendamm. Trong khi đó, một số khu chợ Giáng sinh truyền thống thì cũng đã bắt đầu mở cửa, đặc biệt là chợ Giáng sinh Dresden, hội chợ Giáng sinh lớn và lâu đời nhất tại Đức. 140.000 bóng đèn LED trên gần 600 cây xanh đã chiếu sáng Kupferstendamm, con phố mua sắm lớn nhất tại Berlin, Đức. Hai bên đường là những hàng cây xanh tươi khá giống đại lộ Champs-Élysées ở Paris, Pháp. Ngoài ra, Kupferstendamm còn ngập tràn những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ và cả khách sạn 5 sao Kempinski. Năm nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng, Đức đã chuyển sang sử dụng bóng đèn LED và giảm thời gian bật đèn. Trong khi đó, hội chợ Giáng sinh truyền thống Dresden, hội chợ Giáng sinh lớn và lâu đời nhất tại Đức cũng đã chính thức mở cửa đón du khách với vô vàn đồ trang trí, đồ ăn và các loại mặt hàng cho dịp Giáng sinh trong ánh đèn rực rỡ. Hội chợ Giáng sinh Dresden được tổ chức hàng năm từ năm 1434. Nơi đây là một điểm đến ưa thích của khách du lịch để thưởng thức các loại rượu vang, đồ ăn nhẹ truyền thống, các loại kẹo. Khu chợ này thu hút du khách và rất nhiều thương nhân với đủ các loại mặt hàng trang trí Giáng sinh, từ thủ công cho tới hiện đại. Chúng tôi rất thích đến đây, ấm cúng và rất đẹp, mọi thứ thật sự lung linh, dễ thương, thật tuyệt vời khi lại được thấy điều đó một lần nữa sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch. Quá tuyệt vời, quyết định đến đây tối nay chính là sự lựa chọn đúng đắn. Hy vọng là tôi vẫn còn có thể tìm được đường về khách sạn. Việc chiếu sáng trên các con phố mua sắm và chợ Giáng sinh từ trước đến nay vẫn được xem là động lực lớn cho ngành du lịch tại Berlin. Theo giới chức Đức, việc thắp sáng đèn trong mùa Giáng sinh cũng để báo hiệu cho sự hy vọng, đặc biệt sau 2 năm dịch bệnh là một năm khủng hoảng kinh tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.